Rồi tiếp tục giới thiệu cho các bạn cái cây tô vít chữ Z, tô vít hai đầu chữ Z. Loại này là loại tô vít dẹt ha, hai đầu đều là tô vít dẹt hết, hay là đầu trừ ha, hay là tô vít hai cạnh ha. Rồi về kiểu dáng thiết kế thì cũng giống cái bốn cạnh hai đầu, thiết kế lệch nhau như thế này, giống như hình chữ Z thì gọi là tô vít hai đầu hình chữ Z. Model này là 740-8pp, cái này 740-4pp, cái này 740-5.5pp. Hai đầu của cái tô vít này sẽ có cái size khác nhau ha. Để mình đo thử xem cái này nó dài, nó rộng 5, 6, 7, 8 mm. Xem bên này 8 mm luôn. Cái này có hai đầu bằng nhau. Hai đầu này nó là hai đầu có kích thước bằng nhau, bề dày và bề rộng của lưỡi tô vít bằng nhau luôn. Bề dày là 1 mm, bề rộng là 8 mm. Và nó có cái điểm khác biệt là cái đầu bên này á, thì nó làm suông đục luôn. Hãng họ thiết kế nó suông đục ra cái lưỡi luôn. Đó. Nó nhỏ dần ha, nó nhỏ dần từ trong này ra đây, ra cái mũi. Còn bên này thì họ làm đúng kiểu của cái tô vít dẹt ha. Đó, hai đầu nó vác cạnh khác nhau. Rồi, tiếp theo cái nhỏ xíu này thiết kế hai đầu cũng giống vậy luôn ha, giống vậy luôn. Cái này cũng vậy, nhưng mà cái này thì cái ở mũi của tô vít thì hãng họ không có phủ lớp phốt phát màu đen, có nghĩa là khi sử dụng nó bị mòn thì chúng ta có thể mài được nè. Rồi ba cây, nếu bạn đặt hàng thì đọc giúp mình cái mã hàng ha, 740-8pp. 8 này có nghĩa là đường kính hay là bề rộng của lưỡi là 8 mm đó. 740-4pp thì đường kính hoặc là cái bề rộng của lưỡi này là 40 ly. Rồi 740-5.5pp thì đường kính của cái lưỡi này là 5.5 mm. Rồi